Đây, tổng chào anh em. Tiếp tục, hôm nay em giới thiệu cho anh em hai mẫu xe nha. Xe về quá trời đã luôn anh em ơi. Từ đây tới đó em sẽ lên xe đều đều cho anh em luôn, rất là nhiều xe nha. Anh em có quan tâm các mẫu xe thì truy cập vào website thi mô tô thủ đức.vn giùm em ha. Ok, thì hôm nay giới thiệu cho mọi người mẫu Rojo Pulse 500 biển Sài Gòn, giá là 86 triệu 800. Rất là đẹp ha. Đó, yên solo luôn, chuẩn zin luôn. Đó, nhìn rất là đã nha, màu đen cực kỳ chất, phối thêm những cái tem màu kem nè, nhìn rất là đã, rất là dễ thương nha, chuẩn lát xít luôn nha anh em. Dòng này là hết sản xuất rồi đó, ra mẫu mới rồi. Kế bên là mẫu Yamaha MT15 biển tỉnh, giá là 37 triệu 8, đăng ký 2020, thêm chùm nguyên con, đồ chơi cũng rất là nhiều, rất là đẹp. Một mẫu nét kịch của Yamaha, thoải mái nhẹ nhàng. Ok rồi, thì bây giờ như mỗi khi em sẽ review chi tiết cho anh em ha. Rồi. Rồi, đầu tiên giới thiệu mọi người mẫu Royal Enfield Bullet 500 biển Sài Gòn, giá là 86 triệu 800, đăng ký 2018 nha. Rất là đẹp luôn. Đó. Màu đen đi thêm màu vàng nha, vàng kem á. Rất là đã luôn. Dòng này thì rất là lát xít, lâu lâu em mới về được chiếc, mà về là được anh em ủng hộ, yêu mến, anh em ủng hộ rất là nhanh. Đó, không có xe kịp bán cho anh em luôn. Đó. Chất xe thì còn rất là ok, đẹp nha, ốc tán, nước sơn, nước xi, mạ chrome rồi còn ok luôn nè ha, ốc tán là lên đúng màu luôn. Bô bọng đồ này nọ thì khỏi phải chơi. Dòng xe classic thì rất là đơn giản ha, nhẹ nhàng, gọi là một thiết kế nó gọn gàng nhất có thể nha anh em. Dòng Rojo 500 này con rất cũng rất là ok, đi cà tàn, cà phê, cà pháo rồi rất là ngon, đi rất là vui mọi người. 500cc cái máy đi kịch, nghe đã lắm. Đó, bình xăng nè, nước sơn bóng lưỡng luôn, sáng trưng à. Đó, máy móc ốc tán rồi sáng trưng, kèn xà beng nha, xe rửa vệ sinh hết cho anh em rồi, xe đang quá trình rất là đẹp luôn, yên solo không, phơm chuẩn xe yên solo luôn, quá đã. Thấy không, bô nè, sáng trưng à, cực kỳ đẹp luôn. Quay chi tiết cho anh em xem ha. Đó, hoa đá này thì do dấu vân tay của em á, đụng vô thì nó hơi lên nó xíu thôi. Yên lò xo nè. Những anh em nào mà gọi là thắt vị đĩa đệm rồi, đi mấy yên này là vừa có phục nhúng đây, không mà vừa có nhúng đây nữa là giảm lực rất là nhiều nha anh em, đi bao vui luôn, nhúng thú nhúng vậy đó. Bô nè, sáng trưng là nước xi cực kỳ đẹp luôn, quá đã. Đó, ốc tán nước xi là sáng trưng này nha anh em, quá đẹp. Đó, đây là in logo logo của Rojo luôn, quá đã luôn anh em ơi. Này là đúng thích hợp cho mọi những anh em nào mà đi cà phê cà pháo, đi một mình lên luôn. Đó, quá đẹp, keng xà beng hết. Rất là đã nha. Để em lào lại cái này cho nó xịn sò ơi. Bóng lưỡng liền, thấy không? Do về vị trí về xe xếp xe nên là tay nó đụng vô nó hơi dơ chút xíu. Nhưng mà phải lau sạch sẽ để anh em xem nó không bị vướng mắt nha. Các chi tiết trên xe rất là đẹp luôn. Đặc biệt cục máy nước sơn chrome nè. Giờ này sáng trưng à. Sòi gương rồi là bình xăng, là thấy em trong đây luôn nha anh em, quá đẹp. Mẫu classic cực kỳ classic luôn, đơn giản tối giản nhất có thể. Độ đẹp ở nằm ở chỗ là một thiết kế gọn gàng, đơn giản, không thừa không thiếu. Đó, phun xăng điện tử, công tắc chế độ thì đầy đủ.
Rồi, em sẽ test máy cho anh em. Đó, máy móc à, đời một phát một nhảy nổ cực kỳ luôn. Xăng FP thì nó rất là ổn định. Yeah. Nhẹ nhàng êm máy, tiếng nổ rất là vui tai nha. Một máy nghe rất là dễ. Bô zin nổ nhẹ nhàng êm ái. Nhiều anh em đi bô độ nổ khá là hay ha. Ok. Rồi. Royal Enfield Bullet 500. Đó, biển số Sài Gòn giá là 86,8 triệu. Anh em sang tên rút hồ sơ đều ok nha. Đó, đăng ký 2018 cực kỳ đẹp luôn. Đen nguyên con luôn nè. Quá dễ thương luôn, quá ngầu, cực kỳ vintage. Anh em nào có nhu cầu thì alo giùm em ha. Ok, thì bây giờ tiếp theo em sẽ lên mẫu MT cho anh em. Đây, hôm nay nổ đầu tiên thì em giới thiệu cho anh em mẫu Yamaha MT-15 biển số tỉnh. Anh em muốn hồ sơ sang tên đều được nha. Giá là 57,8 triệu, đăng ký 2019. Hả? Nhìn sơ sơ là anh em thấy cũng có đồ chơi cơ bản nha. Rồi em sẽ đi tới đâu em giới thiệu cho anh em luôn. Thì đây cặp kính zin vẫn còn đầy đủ luôn nè. À, lên một bộ cái mẫu trắng gió kèm theo 4 ốc titan. À, nhìn rất là xịn sò. Tiếp theo là một cặp đèn L4X. À, sáng thử thách muốn đêm luôn. Đó, rất là đã nha anh em. À, phụ upside down thì khỏi phải chơi rồi. Ngon lành. Xe hiện trạng này nó lên được vài món ăn chơi như là che két với những cái lưới nè. Lưới nhìn cho nó đẹp, xe nhìn nó ngầu ha. Màu đen, xe này là màu đen, keo trong nguyên keo trùm nguyên chiếc luôn. Họ mà tem đấu nữa, nhìn rất là dễ thương nha. Quá đẹp luôn anh em. Mới dán luôn á, chủ xe mới dán luôn nên là rất còn rất là mới. Một bộ bảo vệ ti phục luôn nè. Đó. Hai bên luôn. Đầy đủ luôn để tránh va đập vào cái ti, để tránh chạy xước, đỡ chạy xước cho anh em. Dĩa còn dây cui luôn. Đó. Ốc tán sáng trưng à. Rất là đẹp nha. Chất xe cực kỳ ok luôn nha anh em. À, một mẫu naked mà có thiết kế nhìn rất là hầm hố. À, nhìn như robot vậy, quá đẹp luôn á. Anh em trẻ trẻ giờ thích đi mấy mẫu xe này. Đây, ốc tán cực kỳ luôn, sáng trưng luôn nha anh em. Quá trời đẹp luôn. Đó, cái nước xe nè. Quá đã. Yên độn rồi. Đó, còn bao êm. Các chi tiết trên xe còn rất là đẹp, keng sao ben luôn. Đó, ốc tán sáng trưng nè. Trang bị được một cái ba ga sau. Ốc tán rồi sáng trưng, dĩa nó không, dày cui luôn. Đó. Quá đẹp, những số tỉnh mà số đẹp luôn. Anh em nào ở khu vực 76 này lấy là quá đẹp luôn. 9 nút. Cực kỳ đẹp luôn, xe lên xi nhan LED cho anh em luôn rồi nha. À, tổng thể xe quá ok luôn anh em ơi. Đây, nhông xanh dĩa nè, sáng trưng nè, cực kỳ đẹp luôn. Ốc cốt lên 7 màu luôn, trời ơi, chất xe là khỏi chơi luôn. Rửa dọn trong ngoài cho anh em ơi. Xe này anh em về đổ xăng là đi rồi. À, có tặng nhớt tặng nón cho anh em khi mà chốt điêu xong nữa chứ. À, đủ combo cho anh em chạy xe rồi. Giá đỡ điện thoại nè. Đó, cặp kiến zin còn đầy đủ luôn. Đi tô là có cái để dòm để ngó luôn nha. À, xe có một cái bộ đèn gọi là L4 thì nó xài bằng mặt. Mặt trở sáng nha, ở đây. Đó, anh em giữ luôn nữa đá nữa không? Đó, một cái là nó sáng. Hai cái chứ. Sáng luôn. Đó,
giữ con đá rất đã, máy móc cực kỳ êm nha, bao êm luôn, bao dây luôn, bô dây là cực kỳ êm này. Rồi, anh em là có nhu cầu thì alo dùm em ha. Yamaha MT15 biển số tỉnh anh em rút hồ sơ sang tên đều được nha, giá là 57.800.000, đăng ký 2019, xe cực kỳ đẹp luôn đó. À, ngoài ra bên em còn rất là nhiều mẫu mã xe ha, anh em tham khảo thêm trên website thimotothudoc.vn dùm em ha, xe cộ được em bên em cập nhật hàng ngày luôn đó. Cảm ơn anh em đã tin tưởng ủng hộ, anh em thấy hay cho em xin một like một subscribe, bye bye mọi người. Giới thiệu em là Thi Mô Tô Thủ Đức nha. Này chiếc xe của em và em đây. Đó, này là logo của cửa hàng em. Thì em là trạm xe lướt nha, trạm xe lướt chuyên bán các loại mô tô xe hai bánh, xe hải quan chính ngạch thôi nha. Thì tại vì sao gọi là trạm xe lướt, thì cái xe của em á thì máy móc thì không nói nha, máy móc với lại điện đóm này kia tụi em kiểm tra hết rồi. Thì tụi em mở hết tất cả ra, bung rửa từ trong ra ngoài sạch sẽ nha, để sao để khi mà mọi người mua về á thì sẽ được người nhà nói là ồ cái xe này xe cũ mà nhìn như xe mới, nhìn đẹp ghê á nha, chứ đừng có mà mua cái xe mà chưa được có rửa hay là như thế nào về mà người nhà chê này chê kia, nói chỗ mình bỏ mấy chục triệu mấy trăm triệu ra mà mua cái xe mà thấy ghê á thì lúc đó là sao đâu, cái mình thì mất cảm hứng mình chạy xe luôn nha, mất cảm hứng mình đi xe tiếp luôn, tự nhiên mua xe quá trời tiền mà về bị người này cái chê xe xấu nha, thì lúc đó mình phải bỏ ra 1 triệu mấy 2 triệu ra để rửa nguyên con. Thì cái đó là tụi em đã làm cái chuyện đó rồi nha. Giới thiệu dàn áo này, ốc tán nè, những đồ chơi trên xe em không có giới thiệu là cái xe này zin lốp bao nhiêu rồi chiều cao in bao nhiêu rồi mình chạy như thế nào như thế nào. Cái đó thì mình bấm Google ra nguyên một list, mình đọc cả ngày trời, mình nói cả ngày trời cũng không hết được nha. Rồi thì mọi người xem thì like và đăng ký kênh giùm em, hàng ngày em sẽ lên, hàng ngày em sẽ đăng các cái xe mới, tại vì xe về hàng ngày nhiều lắm nha, có cái logo nhỏ ở dưới như này nè, mọi người bấm đăng ký giùm em. Rồi. Rồi. Rồi, giới thiệu xong rồi nha. Thì như mọi người cũng biết nha, xe thì đẹp nè, bóng loáng luôn. Đã rửa từ trong ra ngoài rồi, không phải rửa gì thêm. Mọi người đừng có so sánh với xe nào mà xe cũ, xe nát, thì mọi người về bỏ thêm mấy triệu nữa để rửa xe, cái đó mọi người tự kiểm chứng nha. Có thể gọi em kiểm tra mấy cái tiệm rửa xe mà rửa nguyên con, người ta sẽ báo giá như thế nào. Rồi, thì bây giờ cái chương trình hậu mãi bên em á thì có tặng nhớt nè. Tụi em tặng nhớt, tặng nó bảo hiểm, tặng nó bảo hiểm thường, tặng nhớt nha, nhớt Motul với là Hux Colin nè. Đó, với này là có bảo hành cho anh em luôn, có bảo hành cho anh em khi mua xe. Đó, đây là cái địa chỉ tiệm của em nè, ngay trung tâm thành phố Thủ Đức luôn, cách chợ Thủ Đức khoảng 50m, 100m thôi nha mọi người. Đây, đường đi rộng rãi cho mọi người. Đây, cái tiệm của em đây. Đó, mô tô Thủ Đức, ok nha mọi người. Đó, tiệm của em đây quá trời lớn luôn nha, trạm xe lướt. Đó, à em có hỗ trợ thi bằng lái này kia, quay đầu xe đó nha mọi người, thi bằng A2 này kia thì cứ gọi em, rồi muốn quay đầu xe hoặc là bán xe cũ gì bình thường hết cứ mang tới đây em thâu hết, miễn là xe hải quan chính ngạch này kia là được nha. Rồi thì tụi em có trả góp nữa, trả góp qua em bot nè, có 3 hình thức trả góp nè, trả góp qua em bot thì thẻ tín dụng của mình thì có bao nhiêu thì mình quẹt bấy nhiêu, rồi qua FE Credit thì tầm 40 triệu thôi, vay tối đa 40 triệu. Rồi ngoài ra anh em mà mua xe mà thiếu tầm vài triệu thì em cho thiếu, cái bình thường thôi, không có lãi gì đâu, cái đó là gọi là em hỗ trợ cho người ta, cho anh em thôi. Đó, xe rất nhiều đó nha mọi người, gần cả 100 chiếc nha. Đó, từ tay ga tới mô tô này kia quá trời luôn.
đủ 4 máy, 2 máy, 1 máy, 3 máy này kia có hết nha. Từ 100cc tới 1000cc. Đây, xe quá trời nhiều luôn. Đó. Em bán là xe hải quan chính ngạch không nha chị. Xe ủy quyền là sang tên rút hồ sơ cho anh em đều ok hết. Có ship xe cho anh em ở tỉnh nha. Có ship xe cho anh em ở tỉnh. Anh em nào mà ở gần gần thì mình ship bánh tải, còn ở xa xa thì cọc em ship tàu, ship xe chuyên dụng. Thì tầm có triệu mấy, 2 triệu thôi ạ. À. Em ship Hà Nội này kia đều ship bình thường hết. Hỗ trợ quay đầu cho mọi người luôn. Đó, toàn xe đẹp không? Quá trời xe luôn nha mọi người. Đó, gần cả 100 chiếc đủ thứ loại luôn. Đó. Ok nha mọi người có nhu cầu thì cứ alo giùm em nha. Alo giùm em mình nói chuyện cho nhanh gọn lẹ, mình mua xe mấy trăm triệu thì mình tiếc gì 2-3 ngàn mình gọi điện thoại cho nhanh gọn, lúc đó hiểu ý nhiều hơn. Chứ mình đừng có nhắn tin nhiều lúc em nhắn nhiều quá em cứ lộn người này người kia. Thì mình cứ gọi đi có nhiêu tiền đâu. Mình được cái con xe ngon. Với lại là mình có thời gian mình tới xem trực tiếp đi cho nó dễ nha. Mình mua xe nếu mà xem được thì mình cứ xe tới xem. Một cái xe bao nhiêu tiền mình cứ ở nhà mình cứ bấm chỗ nào rẻ mình mua thì cái đó là sai lầm nha mọi người. Mình rẻ tất nhiên là ok, nhưng mà mình phải tới để xem trực tiếp, xem cái chất lượng nó như thế nào. Đó, xem cửa hàng nó như thế nào. Rồi mình hãy quyết định. Rồi, xin chào mọi người.